trường hợp vẫn giải mã ba lý do cơn điên của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr. Sát thủ vòng cấm lừng lẫy Cristiano Ronaldo nay lại đối mặt với bão tố chỉ trích tại Al Nassr. Fan tự hỏi liệu CR7 có đang hủy hoại hình ảnh của môn thể thao vua. Mùa giải 2023 đến 2024, anh vẫn chứng tỏ đẳng cấp với 36 bàn thắng cùng 12 kiến tạo sau 37 trận, nhưng những hành vi phi thể thao liên tiếp đã phủ bóng đen lên thành tích ấy. Để giải mã nghịch lý này, ta cần lật sở những trang vàng trong sự nghiệp lẫy lừng của anh. 5 quả bóng vàng, vô số kỷ lục Champions League Ronaldo luôn là tượng đài ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển. Vậy mà, cuộc chia tay đầy sóng gió với Manchester United cuối năm 2022 với những phát ngôn gây sốc và hợp đồng chấm dứt đột ngột đã hé lộ những rạn nứt trong tâm lý, một sự mệt mỏi trước áp lực và những kỳ vọng khổng lồ. Khi Ronaldo đặt chân đến Al Nassr, người hâm mộ Ả Rập Saudi vỡ òa trong niềm hân hoan. Câu lạc bộ giàu tham vọng này xem anh như mảnh ghép hoàn hảo để vươn tầm thế giới. Nhưng mùa giải trôi qua, người ta chứng kiến một Ronaldo phức tạp, xen kẽ giữa những khoảnh khắc bùng nổ là những phút giây mất kiểm soát đáng thất vọng. Sự kiện chấn động nhất xảy ra vào ngày 25 tháng 2 năm 2024 trong trận đấu nảy lửa với Al Sadd. Sau khi mở tỷ số, Ronaldo liên tục bị khiêu khích bởi những tiếng hô Messi từ khán đài đối phương. Phản ứng của anh, một cử chỉ tục tĩu hướng về đám đông, thổi bùng làn sóng phẫn nộ. Liên đoàn bóng đá Ả Rập Saudi ngay lập tức ra án phạt, treo giò một trận và nộp phạt. Không dừng lại ở đó, chiếc thẻ đỏ vì thúc cùi chỏ đối thủ trong trận bán kết siêu cúp Ả Rập Xê Út với Al Hilal càng làm dấy lên lo ngại về sự nóng nảy và khả năng kiểm soát cảm xúc của Ronaldo trong những thời khắc căng thẳng. Những hành vi phi thể thao khác, từ những cử chỉ khiêu khích đến những cơn thịnh nộ, tạo nên bầu không khí bất an trong nội bộ câu lạc bộ và khiến người hâm mộ lo lắng. Các chuyên gia tâm lý thể thao đưa ra một số giả thuyết. Gánh nặng kỳ vọng. Suốt sự nghiệp, Ronaldo luôn phải đối mặt với áp lực thành tích. Chuyển đến Al Nassr, dù nhận mức lương khủng, cũng đồng nghĩa với việc anh phải trở thành đầu tàu, người gánh vác sứ mệnh mang về chiến thắng. Gánh nặng này, cộng với những khó khăn trong việc thích nghi với đội bóng và văn hóa mới, có thể là nguyên nhân dẫn đến sự thất vọng và bộc phát cảm xúc. Sự thật phũ phàng của tuổi tác. Bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, Ronaldo có lẽ đang phải đối mặt với sự thật phũ phàng, thể lực của anh không còn như xưa. Sự thất vọng khi không còn khả năng thống trị trận đấu như trước có thể dẫn đến những hành vi phi thể thao như một cách để che giấu những đấu tranh nội tâm. Sốc văn hóa và rào cản ngôn ngữ. Thích nghi với một nền văn hóa và ngôn ngữ mới là thử thách lớn đối với bất kỳ cầu thủ nào. Những hiểu lầm, những khác biệt trong giao tiếp, cả trong và ngoài sân cỏ, có thể là nguồn cơn của sự thất vọng và những phản ứng thái quá. Hành vi của Ronaldo không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân anh và câu lạc bộ, mà còn tác động đến hình ảnh của môn thể thao vua. Là biểu tượng toàn cầu, là thần tượng của hàng triệu người hâm mộ trẻ tuổi, những hành động của anh gửi đi một thông điệp tiêu cực. Dù tài năng trên sân cỏ vẫn là nguồn cảm hứng, những khoảnh khắc thiếu kiềm chế khiến người ta nghi ngờ về giá trị mà anh đại diện và tấm gương mà anh tạo ra cho thế hệ trẻ. Câu chuyện của Ronaldo cũng đặt ra một vấn đề lớn hơn trong bóng đá, làm sao để cân bằng giữa đam mê và tinh thần thể thao. Bóng đá luôn hấp dẫn bởi sự cạnh tranh gay gắt và những cảm xúc cuồng nhiệt, nhưng ranh giới giữa sự thể hiện cảm xúc chấp nhận được và những hành vi vượt quá giới hạn của fair play, sự tôn trọng đối thủ và trọng tài là rất mong manh. Al Nassr đang đứng trước bài toán khó. Tài năng ghi bàn của Ronaldo là điều không thể phủ nhận, nhưng hành vi của anh đe dọa làm suy yếu tinh thần đồng đội và ảnh hưởng đến danh tiếng của câu lạc bộ. CR7 cần nhận thức được tác động hành vi của mình và nỗ lực kiểm soát cảm xúc, gìn giữ tinh thần thể thao. Liệu anh có thể thích nghi và chuyển hóa sự thất vọng thành động lực tích cực hay không? Điều đó sẽ quyết định di sản của anh, không chỉ tại Al Nassr mà còn trong thế giới bóng đá rộng lớn. Câu chuyện của Ronaldo là lời nhắc nhở rằng ngay cả những huyền thoại cũng là con người, dễ bị tổn thương bởi áp lực và thử thách. Đó là câu chuyện về tài năng và sự thất vọng, về ánh hào quang và bóng tối. Và nó khiến chúng ta suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của tinh thần thể thao và trách nhiệm đi kèm với việc trở thành một biểu tượng.